quốc đại màu đỏ. Xin được nhắc lại là siêu thần võ sĩ Việt Nam đến từ CMG Asia. Anh cao 1m70, cân nặng 63kg. Và ở trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình thì siêu thần đã có 8 trận thắng và 4 trận thua. Ở góc đài màu xanh, Lee Jae-jin, võ sĩ đến từ Hàn Quốc, cao 1m72. Và trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Lee Jae-jin đã có 12 trận thắng và 4 trận thua. Những con số thống kê có vẻ như đang nghiêng về phía võ sĩ ở góc đài xanh Lee Jae-jin. Nhưng chúng ta hãy chờ xem bước vào trận đấu thực sự thì Siêu Thành hay Lee Jae-jin sẽ là người chiếm được ưu thế. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Và thưa quý vị, Quỳnh Châu cũng xin được nhắc quý vị một thông tin rằng là chương trình của chúng ta đang được livestream trực tiếp trên page của California Fitness and Yoga Việt Nam. Nên quý vị chúng ta hãy nhớ đến và share về nhà của mình để cho các bạn khán giả của nhà chúng ta có thể được xem. Và quay lại với trận đấu ngày hôm nay thưa quý vị. Ngài võ sĩ đã khởi động trận đấu một cách rất quyết liệt, không có sự thăm dò giữa hai bên và ngay lập tức đã là những tình huống tấn công. Siêu Thèn đang cố gắng tìm cách để thực hiện những động tác giả đánh lừa đối thủ của mình. Đợt tấn công của Kai võ sĩ và tình huống quật ngã đối thủ của Siêu Thèn. Bây giờ thì Kai võ sĩ đã bắt đầu thủ thế và cho thấy sự thận trọng ở trong việc đá đòn. Trong khi Lee Jae-jin đứng thủ chân trái trước chân phải sau cách thủ truyền thống của bộ môn Muay thì Siêu Thèn lại đứng chân phải trước chân trái sau. Những đòn tay rất tốt của Lee Jae-jin, nhưng Siêu Thèn cũng đã đáp lại với những pha ra đầu bằng chân hiệu quả. Bây giờ là màn đấu gối của Kai võ sĩ. Siêu Thèn đang là võ sĩ chủ động hơn. Chúng ta hãy cho võ sĩ ở góc đài đỏ một tràng pháo tay. Em nghĩ rằng là vận động viên Hàn Quốc cần phải đổi chiến thuật, tại vì nếu anh ấy cứ thủ như thế này thì Siêu Thèn sẽ liên tục tấn công. Anh nghĩ sao anh Quang Huy? Đúng là như vậy, Lee Jae-jin có lẽ cần phải tích cực tấn công hơn, bởi vì chúng ta cũng thấy vào lúc này thì ở khả năng tấn công Siêu Thèn đang thực hiện tốt hơn, phải không ạ? À? Tiếp tục là những tình huống tấn công của Siêu Thèn. Lee Jae-jin đang rất thận trọng, phòng ngự và chờ đợi các cơ hội để phản đòn. Kai võ sĩ đã lập tức áp sát và bây giờ thì trọng tài yêu cầu họ phải tách ra để tiếp tục trận đấu. Đòn tấn công trước của Lee Jae-jin với cú đạp trước bằng chân trái, nhưng ngay lập tức lại là một tình huống áp sát và đấu gối của Siêu Thèn. Trọng tài đang gặp rất nhiều khó khăn để tách Kai võ sĩ ra. Họ đang rất quyết tâm để thể hiện trình độ và bản lĩnh của mình. Lúc này thì Siêu Thèn đang cho thấy một chiến thuật rất là rõ ràng với những tình huống chủ động tấn công bằng cú đá chân trái để phá chân trụ của đối phương. Hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc và bây giờ thì hai võ sĩ sẽ có được một phút để tạm nghỉ và hồi phục thể lực của mình. Ưu thế ở trong hiệp 1 đã phần nào đó nghiêng về phía võ sĩ ở góc đài đỏ Siêu Thèn. Và hãy chờ xem Lee Jae-jin sẽ thực hiện những đợt tấn công như thế nào trong hiệp thứ hai. Những tình huống tấn công chủ động của Lee Jae-jin ngay đầu hiệp đấu. Màn áp sát và đấu gối của Kai võ sĩ. Lee Jae-jin đã tấn công nhiều hơn rồi. Nhưng mà thật sự là vận động viên đến từ Việt Nam cũng không nhường bộ. Đúng là Lee Jae-jin đã rất chủ động tấn công ở trong phút đầu tiên của hiệp thứ hai. Bây giờ thì thế trận
có phần đã thay đổi so với hiệp thứ nhất khi mà Siêu Thành lại đang là người phòng ngự, còn Lee Seo Jin chủ động tấn công hơn. Hãy xem trận đấu tiếp tục diễn ra như thế nào. Vẫn là những pha đòn tầm thấp của Siêu Thành để phá chân trụ đối thủ. Cú đá bằng chân trái sẽ nối theo những pha đòn bằng tay. Bây giờ là những tình huống áp sát và đánh chỏ của cả hai võ sĩ. Không có những màn đấu gối nữa mà là những màn đấu chỏ. Những pha đòn tốt của Lee Seo Jin trong tình huống vừa rồi. Nhưng ngay sau đó thì Siêu Thành đã thành công ở trong việc quật ngã đối thủ của mình. Vẫn là những pha đòn tấn công chủ động của Lee Seo Jin. Cả hai võ sĩ bây giờ đã bắt đầu bước vào hiệp thi đấu thứ ba và Lee Seo Jin đã ngay lập tức thực hiện những đợt tấn công. Rõ ràng là sau hai hiệp đấu đầu tiên với ưu thế về mặt điểm số có phần hơi nghiêng về võ sĩ gốc đài đỏ Siêu Thành, thì Lee Seo Jin hiểu rõ điều đó và sẽ phải gia tăng sức tấn công ở trong hiệp đấu thứ ba nếu như muốn giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Mặc dù vậy, Siêu Thành cũng không để cho đối thủ có cơ hội để dễ dàng thực hiện những đợt tấn công. Siêu Thành là một võ sĩ rất dày dạn kinh nghiệm và anh đã ngay lập tức áp sát để không cho Lee Seo Jin tiếp tục thực hiện những đợt tấn công của mình. Những cú đòn với đòn chân ở tầm thấp để phá chân trụ của đối thủ. Sau hai đấu đầu tiên thì bước vào đấu thứ ba, thể lực của các võ sĩ chắc chắn cũng đã phần nào bị suy giảm. Vì vậy mà tốc độ ra đòn cũng như là sự phản ứng của họ đã giảm đi so với hai đấu trước đó. Nhưng chúng ta cũng thấy Lee Seo Jin vẫn đang thi đấu rất tích cực, rất quyết liệt, rất nỗ lực để ra đòn tấn công. Pha đòn trước hiệu quả của Siêu Thành. Những pha đòn rất kinh nghiệm vào lúc này đang ngăn chặn các đợt tấn công của Lee Seo Jin, không cho võ sĩ người Hàn Quốc có cơ hội áp sát. Một lần nữa trọng tài đã tách hai võ sĩ ra để cho trận đấu được tiếp tục. Xét về mặt thể lực thì vào lúc này có vẻ như Siêu Thành đang có lợi thế hơn so với Lee Seo Jin. Võ sĩ người Hàn Quốc đã tỏ ra thấm mệt. Thời gian còn lại của trận đấu là không nhiều. Những nỗ lực của Lee Seo Jin đã đấm ngã được Siêu Thành xuống sàn đấu. Nhưng ở tình huống này thì trọng tài đã không đếm. Tiếp tục là những đợt tấn công của Lee Seo Jin. Phút cuối hiệp đấu thứ ba với ưu thế đang nghiêng về phía võ sĩ người Hàn Quốc. Trọng
tại đã phải rất khó khăn để có thể tách cài võ sĩ ra. Bây giờ trận đấu được tiếp tục. Những nỗ lực ở thời điểm cuối trận của cài võ sĩ, và đây là đợt tấn công của Lee Se-jin. Không biết là anh có thể lật ngược được tình thế khi mà hai đấu trước đó thì ưu thế đã có phần nào nghiêng về phía siêu thành võ sĩ của CMG ACI hay không. Những pha đọc bằng tay khá chính xác của Lee Se-jin. Và thi đấu thứ ba đã kết thúc. Không có võ sĩ nào hạ knock out được đối thủ của mình. Và như vậy họ sẽ phải chờ phán quyết của trọng tài để xác định bên nào giành được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Em nghĩ rằng là nếu mà không có đối thủ nào knock out được thì chắc là sẽ chấm về điều về cách ra đòn, đúng không anh Quang Huy? Đúng là khi mà các võ sĩ không bên nào hạ knock out được đối thủ của mình thì trọng tài sẽ chấm về các đòn tấn công của võ sĩ, xem bên nào ra đòn hiệu quả hơn, bên nào ra đòn có kỹ thuật tốt hơn thì sẽ chấm điểm cho võ sĩ đó giành được phần thắng. Vậy thì em nghĩ rằng là riêng về một góc nhìn của một khán giả như em thì nãy giờ võ sĩ đến từ Việt Nam ra đòn rất là nhiều và liên tục chính xác, thì em nghĩ rằng là ưu thế đang dành riêng cho siêu thần. Vậy thì bây giờ Quỳnh Châu hãy cùng chờ xem trọng tài sẽ nâng cao tay cho võ sĩ nào giành được chiến thắng nha. Bên anh báo luôn đi, bên anh báo. Trọng tài đang làm việc để cộng điểm từ các phiếu của các trọng tài giám định để cho ra điểm số cuối cùng. Và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả của trọng tài. Và người giành chiến thắng ở trong trận đấu này là võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Chiến thắng đã thuộc về võ sĩ siêu thần đến từ CMG Asia.